Tin tức mới nhất trên báo Tiền Phong, Tri thức trực tuyến cho hay liên quan đến vụ Tuấn 'khỉ' dùng súng sát hại 5 người, cơ quan chức năng mới đây đã phát hiện thêm súng và lựu đạn tại nơi ở của một trong số 12 bị can. Theo đó, khi tiến hành khám xét nhà của bị can C, một trong 12 bị can đang bị tạm giam trong vụ án này, cơ quan chức năng đã phát hiện, dưới hồ nước có nuôi cá sấu của bị can có nhiều súng và lựu đạn. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều súng đạn tại nhà của một trong số 12 bị can. Ảnh, Tiền Phong. Ngoài ra, cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra và làm rõ về phản ánh của người dân cho biết trong số các bị can vụ án, có người thường đi đâu cũng mang theo 2 khẩu súng K59. Trước đó, vào ngày xảy ra vụ án 29 tháng 1, con bò của một gia đình cạnh hiện trường đã bị trúng đạn chết. Chủ của con bò này cho rằng bò của họ chết là do bị trúng đạn của Tuấn 'khỉ' nên đã có đơn yêu cầu gia đình Tuấn 'khỉ' bồi thường 40 triệu đồng. Theo hồ sơ vụ án, ngày 29 và 30 tháng 1 trên địa bàn huyện Củ Chi, Lê Quốc Tuấn 'khỉ', 32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh dùng súng bắn 5 người chết và 1 người bị thương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tạm giữ 12 bị can để điều tra về các hành vi chứa chấp tài sản cho người khác phạm tội mà có tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Tuấn 'khỉ' đã bị tiêu diệt và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã định nã Tuấn 'khỉ'. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra và làm rõ. Let's block us. Oai.